Mến chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Tiền. Lời đầu tiên, Tiền xin chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe. Hôm nay bếp nhà Tiền sẽ làm món bánh tráng cuốn cơm nguội. Củ cải đỏ mình sắc mịn, hành mình cũng sắc mịn. Số lượng củ cải và hành thì tùy ý, muốn bỏ nhiều hay ít, mình thì bỏ bao nhiêu đây? Trứng thì mình cho 3 quả. Cho 1/3 muối với bột ngọt. Cho tiêu. Mình cho vào 1/2 muỗng dầu hào. Và quậy cho đều. Sau cùng mình cho 1 chén rưỡi cơm nguội vào nhé. Và mình sẽ chọn cho trứng và cơm nguội hỗn hợp cho đều lại. Cho vào lò vi sóng, quay cho sệt lại hoặc bắt chảo lên xào cho sệt cái hỗn hợp cơm nguội này lại. Và cho thêm vào 1/2 muỗng nước tương nha. Không có nước tương mình để nước mắm vẫn được nha cả nhà. Lúc xào cơm mình quên bấm máy. Và mình trộn thêm vào đây giá nha cả nhà. Giá này mình chút nên mình trộn thêm giá vào. Và có rau củ khác bỏ vào cũng vẫn được nha cả nhà. Nói chung là mình dở tủ ra thấy còn gì mình bỏ vào cái đó, mình cũng không có chuẩn bị trước. Mình gói bằng loại bánh tráng này nha cả nhà. Mình gói cái đầu tiên nha. Xào cơm rồi gói rất dễ nha cả nhà. Mình để cơm nó còn ướt á, gói khó lắm. Mình xào rồi mình gói rất dễ. Với mình xào cơm sơ sơ quá, cái lúc mình chiên á, mình chỉ chiên cho nó vàng vỏ là mình đem ra được rồi. Bởi vì trong ruột nó đã chín rồi, cho nên tới lúc mình chiên á, nó cũng rất là dễ nha cả nhà, nhanh nữa. Trên miếng bánh tráng mình thoa lên miếng nước, đặng cho nó mềm mình dễ gói. Chứ không á, mình gói nó sẽ bị bể nha. Mình sẽ làm tiếp tục cho hết phần cơm này nha cả nhà. Mình làm mẫu cho cả nhà mấy cái đầu tiên nhé. Dầu thì mình cho xếp xếp được rồi, mình không cho ngập cái bánh. Tại vì phần cơm này với trứng này mình đã xào nó chín rồi, thì mình chỉ chiên cho việc vàng vỏ là vỏ bánh là được nha cả nhà. Chứ cũng không cần nó phải chín trong ruột đâu, trong ruột có đã chín rồi. Cái này mình chỉ chiên sơ qua cho nó vàng nó giòn là được nha cả nhà. Nó bong cái vỏ lên nó vàng, nhìn thấy ngon quá ha. Chắc là ăn chắc giòn lắm nha.
Chỉ cần mất 10 phút là mình đã có được món bánh tráng, cuốn cơm nguội và trứng, rau củ. Món này ăn cùng với mà ne vô trừ và tương cà, tương ớt là ok nhất nha. Món này ăn giòn giòn, béo béo, nhất là trẻ kén ăn. Các em kén ăn, cả nhà làm cho các em ăn là sẽ không có kén ăn nha. Con mình cũng kén ăn, nhất là để rau củ hay giá vào là nó không có ăn. Mình làm riêng bên ngoài á, các món nó không ăn, như mình trộn chung và cuốn chiên như thế này á, thì nó ăn hết nguyên dĩa, nó còn kêu chiên thêm nữa đó cả nhà. Cả nhà hãy cùng làm cho gia đình mình thưởng thức nha. Video của Tiền đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay, hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Xin hãy đăng ký kênh, like cho Tiền xin một like, và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye!